cao 145m, nặng 426 tấn. View triệu đô nhìn ra hồ Kẻ Gỗ, hồ nhân tạo lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh. Thuộc công đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, tọa lạc tại vị trí 175, cột điện vượt hồ Kẻ Gỗ có những con số nổi bật, ấn tượng. Khối lượng san gạt khủng 11.000 khối đất đá, 1.388 khối bê tông móng. Phải sử dụng cần cẩu nặng 400 tấn để dựng cột. Chắc nhiều anh em đang thắc mắc, tại sao cột điện tại vị trí này lại siêu khủng như vậy đúng không? Thì bởi đây là vị trí vượt hồ Kẻ Gỗ, nên cột cần có chiều cao đủ để khi kéo dây lên, độ võng thấp nhất của dây vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn so với mặt nước. Chính vì cao to khổng lồ như vậy, nên thi công vị trí cột này cũng hết sức khó khăn. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao, tiến độ thi công của vị trí 175 và nhiều vị trí khác thuộc cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu vẫn đảm bảo tiến độ.